À, xin chào anh em nghệ nhân nhé. À, lại là Hiệp đây, và hôm nay là đến ngày thám chim nữa rồi anh em ạ. À, và Hiệp xin mời toàn thể quý anh em nghệ nhân cùng đồng hành và theo dõi quá trình rất long của các chiến binh Hiệp Đồng Nai qua các buổi thám chim nha anh em. Và đây là tất cả các chiến binh mình đã đưa lên trên sân thường này tắm đây, và hôm nay mình cho anh em xem nha. S17 đến anh em ạ. Hôm nay rất long, cực kỳ phê luôn nha anh em, thấy không, long nó hình như là kín bố lòng rồi anh em ạ. Quá đã luôn nha anh em. Đây, S17 chiến binh đã đem một chiếc ô tô Vinh Dự về cho Hiệp Đồng Nai đây. À, và bây giờ thì mình tiến hành cho các cái chiến binh qua lồng tắm nhé. Lúc đó mình sẽ quay cho anh em được rõ nét hơn và tê tái hơn nha anh em. Cảm giác này nó sướng như là mình đi thi chim được giải anh em ạ. Chăm lông cũng là có cái thú của chăm lông nhé, chứ không phải là đi thi chim mới sướng nhé. Chăm lông cũng cực kỳ sướng nhé. Còn đây là chiến binh siêu bộ nha anh em nha. Chiến binh mà mình nói là chiến binh cắn cánh 150 đấy nhá. Đây anh em thấy không, rất lông quá phê luôn nha. Còn đây S17 thì lại mình có quay sơ qua cho anh em rồi. Đấy không, quá đạ luôn. Lông lá là quá xóa hết cả lòng đấy. Hạt sắc tố nha anh em ơi. Đấy, chăm chăm hạt sắc tố nha. À, còn clip chăm lông, anh em nào chưa biết chăm lông nhá, anh em có thể lên trên kênh của Hiệp Đồng Nai, anh em xem clip chăm lông nhá. Chăm lông xong mà chưa biết chăm lựa, lên trên kênh Hiệp Đồng Nai luôn, có clip chăm lựa nhá. Còn anh em chưa biết mua hạt sắc tố ở đâu thì anh em cứ lên trên dọ hàng Hiệp Đồng Nai nhá, có hạt sắc tố cho anh em luôn. Chỉ cần ấn vào là ship cam tình hơi cho anh em luôn. Thoải mái sử dụng nhá. Ưu tiên con nào lông xấu, con nào lông kém, anh em cứ trải nghiệm xem nó có đẹp như là chim trời không nha anh em. Còn bây giờ anh em xem các cái chiến binh tắm trong lòng nhé. Đây, gà tre tắm mình còn rớt tiếp hai cái lồng trong lòng này. Nó một ngày quá đã anh em ạ. Nói chung rớt đây tất cả chim nha. Đây, con siêu bội đây anh em ạ. Đây nha, một chiến binh nữa. Còn đây là chiến binh S17. S17 cũng rớt tiếp một cái lồng đuôi trong lòng nha anh em. S17 vẫn rớt tiếp một cái lồng đuôi trong lòng. Đấy, quá phê anh em ơi. Nói chung thì cảm giác mà mọi người chăm lông như này thì quá đã anh em nhé. Và với cái tốc độ rất long như này thì mình nghĩ tầm khoảng cỡ 1 tháng đến tháng rưỡi là thôi thì các cái chiến binh của mình là sẽ hoàn thiện long nha. Còn bây giờ thì mình là tiến hành là cho các cái chiến binh ăn nha. Đấy anh em, mình vẫn chưa vệ sinh lòng đâu anh em nhá. Cứ để yên vậy, vệ sinh làm gì? Anh em cứ để yên vậy nhá. À, để yên vậy thì nó càng rất nhanh nha anh em. Đấy, nhiều lên thật là nhiều, lúc đó mình vệ sinh nhá. Còn bây giờ chim nó đang xòa thì anh em đừng có vệ sinh nha. Còn bây giờ thì xin chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong một buổi tắm chim lần kế tiếp nhé. Còn bây giờ thì quay bầu trời cho anh em xem, trời ơi âm u như này làm sao mà phơi chim. Thôi chào anh em nhé.